Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ ba vào sáng 10 tháng 7, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành toàn bộ nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đối với thắc mắc của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc chi trả hỗ trợ gạo cho người dân trồng rừng để cải thiện sinh kế, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã trao đổi làm rõ thêm nội dung này. Cụ thể, theo kế hoạch trồng rừng của tỉnh năm 2024, diện tích hỗ trợ trồng rừng là hơn 2.100 ha, nhu cầu trợ cấp gạo để bảo vệ phát triển rừng khoảng trên 1.000 tấn. Nội dung này hiện nay chưa thực hiện được do quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn vướng mắc nhiều khoản. Hiện nay là chưa có quy định cụ thể để xác định cái mức hỗ trợ gạo theo diện tích, xuất khẩu phù hợp với thực tế địa phương. Cái hai là chưa có quy định về cơ quan thẩm định phê duyệt dự án cấp gạo và bảo vệ phát triển rừng. Thứ ba là chưa có quy định cấp có thẩm quyền công bố giá gạo ở địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan công bố. Và trong thời gian tới thì khi có hướng dẫn cụ thể của các bộ ngành trung ương, Ủy ban dân tỉnh sẽ triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân tỉnh theo quy định. Liên quan đến kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về bất cập chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân huyện Tumorong thông qua tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Kon Tum và số tiền dịch vụ môi trường rừng còn nợ người dân huyện Kon Plong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có phương án giải quyết điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Riêng vấn đề cái mà tiền nợ tiền công của người dân mà nhận quản lý về rừng 3 tỷ 120 triệu đấy, thì mặc dầu Ủy ban tỉnh có thẩm vấn ý kiến của Bộ Tài chính nhưng Bộ Tài chính không xử lý mà đẩy về cho địa phương. Thì vấn đề này thì Ủy ban tỉnh xin hứa với tất cả bà con cử tri cũng như đại biểu là Ủy ban tỉnh sẽ bàn nguồn nào đó Ủy ban tỉnh sẽ chi trả lại đủ cho bà con, bởi vì nợ người dân phải trả đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai là cái chỗ mở tài khoản mà giao dịch mà để chi trả tiền dịch vụ đường rừng, cái này ban tỉnh sắp đến sẽ chỉ đạo. Nếu ngân hàng Lương Việt không đảm nhận được cái này thì chúng ta có thể chuyển ra ngân hàng khác và sẽ chi trả lại ngân hàng nào có văn phòng đại diện tại huyện Tumorong để chi trả. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tiếp tục sôi nổi với các ý kiến liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong các trang trại chăn nuôi và triển khai các hoạt động trong nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các nội dung chất vấn của đại biểu đi thẳng vào vấn đề. Phần trả lời của lãnh đạo các sở ngành địa phương có trọng tâm, trọng điểm thể hiện tinh thần tiếp thu, cầu thị, để làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau, qua đó đưa ra nhiều giải pháp giải quyết những bất cập tồn tại thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Thưa quý vị và các bạn, trong gần 3 ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm thảo luận và chất vấn sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua 31 nghị quyết nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh ủy vào điều kiện cụ thể của tỉnh, làm cơ sở để Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương triển khai thực hiện.